Quỳnh Phạm xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video của em ngày hôm nay nhé. Và hôm nay cơ sở kinh doanh của em đến với tất cả cô chú anh chị em thì em có một cái sản phẩm muốn lên đây chi tiết và báo giá tới toàn thể các bác ạ. Và trước khi đi vào báo giá và chi tiết về sản phẩm thì em nói rõ về cách thức mua bán và giao dịch để toàn thể cô chú bác anh chị em chúng ta yên tâm hơn khi đến với cơ sở kinh doanh của em. Tất cả hàng thì anh em mua hàng 100% quý khách hàng chúng ta được kiểm tra hàng đúng như sản phẩm, đúng như chất lượng hàng em giới thiệu ở đây thì các bác vui vẻ thanh toán cho ship hộ em ạ. Và bây giờ xin kính mời toàn thể cô chú bác anh chị em chúng ta bớt chút thời gian hướng xem video của em và em sẽ đi chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay. Đó là một giấy dòng sản phẩm, dòng này là dòng yếm nha các bác nhá, yếm liền ủng luôn. Đây các bác người quan sát thật kỹ ở đây. Đối với sản phẩm này các bác có thể quan sát kỹ này các bác này. Đó. Sản phẩm này là hàng sản phẩm của công ty các bác nhá. Đối với sản phẩm này công ty Hoa Sang các bác ạ. Hàng này là hàng như các bác mua hàng các bác cứ hỏi là ở bên trong có lớp vải không thì em cũng xin giải thích với mọi người là hàng này là hàng toàn bộ cái đường may của nó toàn bộ là ép nhiệt hết các bác nhá. Đối với sản phẩm này là hàng ép nhiệt hết và toàn bộ ở trong nó có một lớp nữa giống như lớp vải đây, mọi người quan sát thật kỹ đây. Không mọi người lại hỏi là hàng hai lớp riêng ủng không ai người ta làm hai lớp cho các bác ạ. Tại vì sao ạ? Tại vì người ta còn phải ép nhiệt, người ta ép chết một cái lớp vải đây này, nó giống như lớp vải này, mọi người nhìn kỹ này. Đó, nó giống như một lớp vải, mọi người nhìn thật kỹ hộ em. Và ở bên ngoài đó là một dòng cao nhựa cao cấp PVC. Nhựa cao cấp PVC chuyên dùng để làm cái sản phẩm này. Và đối với sản phẩm nhựa này rất là an toàn cho sức khỏe con người và không có mùi hôi hoặc là không có mùi hắc như các dòng ủng của Trung Quốc khác. Đối với sản phẩm này, hàng của nó mùi rất là dễ chịu luôn. Nó không bốc mùi hôi như các dòng ủng khác đâu các bạn. Tại vì hàng này là hàng nhựa PVC, bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người rất là cao. Và giá thành của nó thì rất là ok, tí nữa em báo giá tại cuối video này luôn. Đây các bác có thể quan sát đây, dòng đây. Dòng này dòng ở bên trong có một lớp ép chết nữa, ép thẳng lên lớp nhựa PVC là một lớp vải đây. Đó, lớp vải này chống bí các bác nhá. Đó, sản phẩm lớp vải này chống bí, chống nóng cho mọi người luôn. Mùa đông các bác dùng sản phẩm này rất là yên tâm. Dù các bác là có cao lớn đi chăng nữa thì nó có cái dây rút ở trên vai này. Mọi người có thể rút lên này. Đây này, các bác nhìn bạn mẫu nhà em rút lên các bác xem này. Đó, cái vai này các bác nếu mà các bác về các bác bị rộng hoặc là chúng ta bị rộng quá chúng ta có thể rút. Đó, nó có độ tăng giảm luôn ở cái vai này. Và khóa của nó các bác nhìn rõ này. Đó, khóa nó này rất là chắc chắn luôn. Bao cho các bác dùng chán thì bỏ đi thôi. Như nhà em đang bỏ một cái cho chồng em dùng 3 năm nay rồi các bác ạ. Vẫn như mới luôn. Giặt dùng xong giặt sọc chúng ta vắt ngược lên, treo ngược cái ủng lên lại như mới luôn. Các bác có thể quan sát về giày này. Giày này thì các bác kể cả chán chúng ta vẫn lời được một đôi ủng này mọi người này. Đó, các bác nhìn thấy không? Mũi ủng này. Đó, mọi người nhìn thấy đế không? Hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò luôn cho mọi người nhá. Các bác ạ, tiền nào thì của đấy thôi ạ. Chứ em không bao giờ em quảng cáo vớ vẩn cho mọi người đâu. Mọi người nhận hàng chỉ có phê thôi. Các bác nhìn phần mông này. Phần mông thiết kế rất là đẹp này các bác này. Toàn bộ là ép nhiệt hết các bác nhìn thấy không? Phần mông người ta may đường gân này để cho các bác đứng lên ngồi xuống nó không bị bục mông này. Bây giờ bạn mẫu nhà em đứng cho các bác xem này. Đó, các bác nhìn này. Đứng lên ngồi xuống nào, đứng lên ngồi xuống cho các bác xem nào. Nào em đứng lên ngồi xuống đấy các bác thấy không? Riêng cái cả dòng ủng yếm này nhá, bao cho mọi người chất lượng luôn. Và em Quỳnh xin báo giá luôn, giá bao nhiêu ạ? 380.000 em bao ship luôn các bác nhá. 380.000 em bao ship về tận nhà mọi người luôn. Mọi người có thể nhìn thấy chất lượng này. Các bác nhìn phần đũng này. Đó, mọi người nhìn phần đũng này. Đó, nhìn ép này, các đường ép của nó em quay gần mọi người xem mọi người thấy không? Nói chung là ép nhiệt này quá là cao cấp luôn. Chất liệu tương đối dày và một bộ quần áo này nó phải trên 3 cân các bác ạ. Em không cân được chính xác, không nhớ được chính xác nhưng nó phải trên 3 cân một bộ quần ủng yếm như này các bác nhá. Đấy, giày này các bác này. Đó, dòng này dòng đầu con ngựa các bác nhá. Hàng cao cấp nhất của Việt Nam chúng ta. Hàng này hàng Việt Nam chứ không phải là hàng nhập khẩu Trung Quốc các bác nhá. Đấy, em nói rõ luôn. Và nó có một cái dây đai ở giữa bụng nữa để cho các bác thắt. Đây mọi người ạ, đây bạn ấy thắt vào nhìn rất là dáng, rất là form, rất là đẹp luôn. Đó, về các bác mặc rộng phần trên không ảnh hưởng gì hết. Nó có cái dây đai này thắt cho mọi người luôn để cố định cái ủng luôn. Đó, nhìn yếm rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đó, mọi người quan sát thật kỹ giúp em nha. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp luôn, hàng em bao chất lượng cho các bác luôn nhá. Các bác nào cần sản phẩm ủng yếm này thì qua shop ủng hộ cho em. Ngoài sản phẩm ủng yếm này ra, bên em Quỳnh còn cung cấp cả quần ủng nữa. Quần ủng có cả loại rẻ và loại đắt. Các bác nào cần sản phẩm túi tiền đến đâu chúng ta dùng hàng từ đó phải không ạ? Bác nào yêu quý kênh hãy ấn vào chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Bác nào đang xem video có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm khác có thể vào kênh của em xem rất nhiều sản phẩm để cho các bác lựa chọn đấy ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nhé. Hứa hẹn mọi người những video tới em sẽ lên những sản phẩm rất là ok cho mọi người nha. Cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị em đã ủng hộ em. Xin chào toàn thể mọi người. Hẹn các bác những video lần sau nha.